Phòng cháy hơn chữa cháy, mỗi cơ quan, gia đình và các cá nhân phải tích cực tham gia vào công tác này để công tác phòng cháy và chữa cháy được thực hiện thường xuyên liên tục. Từ đó mới bảo vệ được thành quả của đất nước, bảo vệ được tính mạng và tài sản của chính mỗi người dân, mỗi gia đình. Nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ban hành pháp lệnh về phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2019 và 18 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, phóng sự sau giới thiệu đến quý khán giả những mô hình đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành điển hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Là đội chữa cháy chuyên ngành của công ty thủy điện Trị An đóng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Các đội viên đội chữa cháy này hàng ngày phải đi kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, xe chữa cháy để luôn trong tư thế sẵn sàng. Vì đặc thù ngành nghề sản xuất điện nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Do vậy, công ty đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy kiêm nhiệm gồm 28 thành viên và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 7 thành viên. Hơn 32 năm qua, công ty chưa để xảy ra một sự cố nào. Về công tác tuyên truyền thì cũng được quan tâm. Thứ nhất là trên trang web công ty đều có những cái mục chuyên mục về tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Về trong công ty thì cũng có cái hợp trong các công tác mà huấn luyện hàng năm thì đều có tổ chức tuyên truyền và cũng có bộ phận chuyên môn như là cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai mời đi để mà tuyên truyền cho các bộ nhân viên. Và trong 32 năm vận hành thì thực tế là chưa có xảy ra cái sự cố lớn nào. Và chúng tôi xác định là cái chuyện phòng cháy là cái chuyện quan trọng, cho nên là mọi thứ là hàng năm đều phải chuẩn bị rất là kỹ, đặc biệt là cái nhà máy điện trọng điểm ở phía Nam này. Và ở đây chúng tôi có được trang bị một cái xe chữa cháy và cũng được hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Đồng Nai huấn luyện cho việc điều hành xe chữa cháy. Và cái xe chữa cháy này cũng hỗ trợ cho địa phương trong cái tình hình nhiều năm về trước thì cái đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh Đồng Nai là chưa có rộng khắp, thì mình giống như là ở đây vừa phòng cháy chữa cháy cho địa phương mà vừa phục vụ phòng cháy rừng cho các cái khu rừng trồng của ở phía Vĩnh Cửu này. Là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa container, các dịch vụ liên quan đến vận tải, kho bãi, nguy cơ cao về cháy nổ, nên công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình đóng tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa đã đầu tư 2 xe chữa cháy cùng đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 30 đội viên. Với quy mô rộng, nhiều nhà kho, hàng hóa, nên công ty này đã thành lập thêm đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 124 thành viên. Đều được tập huấn, trang bị kiến thức về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra còn đầu tư thêm hệ thống hồ nước hàng trăm khối dùng cho chữa cháy, thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng chống cháy nổ trong các nhà kho chứa hóa chất, vật liệu dễ cháy. Đơn vị thì cũng có 2 cái xe chữa cháy và tất cả các vị trí sản xuất, những cái khu có nguy cơ về mất an toàn thì đều được trang bị các cái thiết bị chữa cháy tự động cũng như là những cái hệ thống chữa cháy mạch vòng, các cái tủ ở đầu hồi, các cái kho, các cái nhà văn phòng. Thì quân số thì anh em cũng thường xuyên được luyện tập hàng tuần và định kỳ làm quý là tổ chức cái huấn luyện về những cái phương án, bên tôi đề ra những cái phương án chữa cháy ban đầu thì cho anh em thực tập để nâng cao cái ý thức cảnh giác và có những cái thuần thục trong những cái thao tác về sử dụng các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh nhiều đơn vị quan tâm đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy, cũng còn rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh hay người dân chưa thật sự quan tâm đến phòng cháy chữa cháy. Số liệu của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Đồng Nai cho thấy, 9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ cháy nổ, làm chết 9 người, 4 người bị thương và thiệt hại về tài sản trên 8 tỷ đồng, giảm hơn 110 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn là sự chủ quan, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Trong thời gian qua, để đảm bảo về an ninh quốc gia cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tham mưu cho ban giám đốc thực hiện tốt các cái nhiệm vụ về chữa cháy cứu nạn cứu hộ, thể hiện là trong thời gian qua về các số các vụ cháy đã được giảm và có nhiều thiệt hại về người cái tài sản
trong năm qua là giảm đáng kể so với năm 2018. Để phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy phát huy hiệu quả, bên cạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định về phòng cháy chữa cháy, cần đẩy mạnh công tác hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng mô hình đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ và thiệt hại về người, tài sản.